Đây mà coi hên xui rồi nha các bạn. Hên xui. Giải đặc biệt và giải chó. Bây giờ ta tuyên bố là một giải đặc biệt là 500 ngàn. Trời ơi. Rồi hai giải gì? 200 ngàn. Hai giải nhiều ba. Hai giải ba là 100 ngàn. Rồi em hết giải rồi. Năm giải rồi. Còn 6 giải 4 là 50 ngàn. Là như vậy rồi, 11 phải không? Rồi còn 2 giải 10 ngàn. 2 giải phụ. Ôi xuống lên. Lên. Nhưng mà về nha. Bắt ra rồi khoan khui nha. Khoan khui. Đừng ai khui hết nha. Ba rồi. Không có khui nha. Rồi tới món 1, 2. Trầm thơ cậu chỗ nào nhớ chứ đâu. Con kiếm. Cái nào nhỏ nhất đi trước nè. Chưa, con bự hơn. Con chưa.
Còn nữa hả? Còn nữa chứ là tôi nữa cái hồng đó hả? Để nó coi được. Lửa dữ không? Vậy đó. Không biết chạy tà chứ không có đâu. Chiếc là có 10 ngàn à.
Rồi còn hai này đấu nha, phải không? Năm chục nữa nè. Rồi tương đi. Cô đó là biết mày à? Rồi đến nào 10 ngàn.